À, đây là một cái bật lửa Zippo của khối Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Một cái bật lửa Zippo rất là đẹp và hiếm. Ở trên này nó có logo của NATO cũng như là một cái đơn vị không quân của cái cơ quan này. Zippo này thì rất là hiếm, rất là khó tìm những cái bật lửa Zippo như thế này. Sản phẩm này thì mới chưa bao giờ sử dụng. Một cái bật lửa Zippo của NATO rất là đẹp. Để mua sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập vào website của mình tại AJ Brothers Việt Nam. Địa chỉ website là www.az.com.vn hoặc là www.azhangmỹ.com. Đây là những cái website chuyên bán hàng xách tay từ Mỹ cũng như là cung cấp dịch vụ mua hộ hàng từ Mỹ. Do đó mua hàng tại đây thì các bạn có thể yên tâm về chất lượng, giá cả cũng như là nguồn gốc của sản phẩm. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đến xem và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng ở địa chỉ số 29 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang. Số điện thoại là 0985 181617 hoặc là 0869 625 999.